người vào lần hai. Vào lần lần hai thôi. Anh rồi nhỉ? Anh linh của các anh hùng liệt sĩ, anh linh của đại tướng Võ Nguyên Giáp, hôm nay kỷ niệm 64 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày 6 tháng 4 năm 1975, 9 năm 54, ngày 7 tháng 5 năm 1954, ngày 7 tháng 5 năm 2018, đoàn thanh niên, các em hội viên, đoàn viên thành tâm trước anh linh đại tướng Võ Nguyên Giáp kính mến, các anh hùng liệt sĩ thành tâm có lén nhang và lén hương để trước bàn thờ đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyện cầu anh linh đại tướng Võ Nguyên Giáp phù hộ cho đất nước cường thịnh, các em học sinh, các bạn đoàn viên được học giỏi và đóng góp cho đất nước và tổ quốc. Sâu xong đoàn viên thanh niên của các trường đại học như các bạn thiếu nhi nhân dịp kỷ niệm 64 năm ngày chiến thắng chiến dịch Điện Biên Phủ, thì chúng cháu đến có lén nhang như là thắp lên ngọn nến để tri ân đại tướng, trong mãi mãi biết ơn đại tướng. Thế hệ trẻ thì không bao giờ có thể quên ơn được đại tướng cùng các anh hùng liệt sĩ và chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Thì hôm nay cháu đến xin phép của gia đình thay mặt gia đình bác cảm ơn các bạn, tất cả các con các cháu. Nhân dịp này thì như hàng năm thì cũng vẫn thế, thế năm ngoái còn đông hơn nữa cơ. Nhưng mà hôm nay thì nóng quá nhỉ. Rồi cảm ơn tất cả tấm lòng của các con các cháu và cũng bác là bác Hường, con ruột út của ông. Bác ở đây hơn 35 năm rồi. Thì ngày xưa thì cái phòng này đây này, phòng này ngày xưa là phòng khách của ông. Đến khi ông đi thì gia đình lại dọn vẫn là phòng này là để chờ ông và vẫn để tiếp khách. Tức là rất là tiện, rất là vui, rất là ông luôn luôn coi như là cửa đi giao thông ra ngoài này, ra ngoài vườn là vườn rất là đẹp, các con đã xem thấy rồi đấy. Và tấm lòng của các con thì ông thì bao giờ cũng rất là yêu các nhi đồng đấy. Và bao giờ cũng khuyên các cháu là học giỏi và có ích cho đất nước. Chỉ có vậy thôi, những lời đấy thì là đây là anh Võ Hoài Nam, con lớn của bác Nam, bác Hường. Và là con cháu nội của ông. Thế thì anh sẽ giới thiệu qua với các con ở dưới công trình dưới kia nhá. Bác cho đoàn các bạn đoàn viên nào ngoài kia vào. Ừ, còn một đoàn các bạn giới thiệu qua.